Và mình đang ở sân bay Fukushima. Thì trên đây các bạn sẽ thấy máy bay nó cất cánh này. Thì mình sẽ quay video cho các bạn xem. Ông tác giả của Ultraman là quê ở Fukushima nha các bạn. Đó là lý do vì sao mà ở đây là hay trưng bày những thứ liên quan tới Ultraman nha. Đây là cái sân bay ở Nhật đầu tiên mình thấy nhiều tiếng Việt tới như vậy các bạn. Chắc có một ở Fukushima. Phần lớn mọi bạn thông báo có tiếng Việt đây các bạn. Lần đầu tiên mình thấy luôn. Bạn tự lấy đồ ăn xong các bạn sẽ làm một cái nồi lẩu như thế này. Đúng rồi. Nồi lẩu của mình đó. Nó sẽ thành một món buffet như thế này các bạn. À. Đó. Là lẩu từ xa ra. À. Đó, vậy thôi. Lâu. Thôi cả. Mấy お願いします。ありがとうございます。美味しそう。 김치? 오이시. 오이시. 사무. So you look like you're gonna die. 오이시. 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 뭐지? 무슨 달 이치고? 네? 회사의 brand new. 나우 달 이치고. OK, bây giờ mình sẽ vào đây để xem bài thuyết trình về thảm họa hạt nhân tại Nhật Bản nha. Đây là cái hình ảnh của nhà máy điện hạt nhân của Fukushima mà sau trận động đất xảy ra khoảng chừng 3-4 ngày. Phía bên kia là Thái Bình Dương ha. Còn bên này là phía đất liền. Hai. Cái こちら, 水色の建物. これ が 1号機, 2号機, 3号機, 4号機 の 原子炉建屋 です. Và ở trong mỗi cái lò cái hạt nhân đó là nó sẽ có những cái nguyên liệu để tạo ra cái điện hạt nhân ở trong những cái lò đó ha. こちらの発電所なんですけれども những cái này là cái là máy đo phóng xạ thời gian thực á. Ở trong Fukushima này có khoảng 3.000 nơi đặt những cái máy nhỏ nhỏ này để đo phóng xạ tại thời điểm đó. Đây là cái thiết bị mà đo cái nồng độ phóng xạ 24/24. Màu đỏ tượng trưng cho là những cái khu vực mà có cái nồng độ phóng xạ cao. Tổng thể là các bạn thấy là cái màu của nó là nó nhạt hẳn, có nghĩa là so với những cái năm trước là cái độ phóng xạ này nó thì nó giảm vào môi trường nó đã sạch đi rất nhiều. ように見えているのが今皆さんの周りこの空間を飛んでいる放射線大体1秒間に200本はこの宇宙船が通り抜けてるっていう。おお、なんかティーね、なんか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 ね、
Nhà khoa học năm 1897 tên là cái gì đây? Charles Wilson. Ông này là đã phát minh ra cái thiết bị này và ông cũng đạt được cái giải thưởng Nobel cho cái công trình này. Cho nên là đây là một cái sáng, gọi là một cái công trình khoa học rất là có giá. Máy đo phóng xạ các bạn. Những bài báo từ lúc mà gọi ta, lúc mà xảy ra thảm họa cho tới bây giờ. Một cái cột đo phóng xạ tiếp nè các bạn. Đây là bảo tàng và bảo tốc lớn và thảm họa nhân các bạn. Cái tòa nhà nhìn rất là mới nè, từ năm 2011 nên nó cũng mới xây các bạn. Nhìn nó cũng rất là mới nha. Các bạn đi vào trong xem thử như thế nào. Buổi tối mà sáng nha các bạn. Lẩu. Wow. Ok, bây giờ mình sẽ vào đây để xem những hậu quả của sóng thần Nhật Bản nha. それでここの山ですね。これがあの向こうの崖になります。先の今。はい。流されたんですが。Và đây là một cái mô hình của những người mà đi tị nạn nha các bạn. Những cái điểm tập trung lánh nạn. Bây giờ tụi mình sẽ đi hái cà chua nha các bạn. Tomato gari. Do you like tomato? Me too. Oh, hot. Mình sẽ dùng cái ngón tay của mình nhắc cái ngọn, nhắc cái cầm trên này nhé. Nhắc ở trên. で、取れちゃっても大丈夫です。 Hoặc là mình để luôn cái cuốn, mình lấy cái này không cũng được. ただこれを残した方が Nhưng mà nếu mình để lại cái cuốn thì nó sẽ để được lâu hơn. You eat this fast. Rare though. Blow, 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 hold it. Yo. Okay. So bad. It's look red けど、なんでそんな酸っぱいのね。ずっと食べれば甘い。最初酸っぱい。これはいいやつやんないな。Yellow Mimi。
Okay. Yellow mimi. Yellow mimi? I don't know. Ở đây có nhiều loại cà chua các bạn. Có những loại cà chua nó màu khi chín nó sẽ màu đỏ, còn những loại cà chua thì khi chín sẽ màu vàng hoặc màu tím các bạn. Như loại cà chua này là khi chín là sẽ màu vàng. Thì mỗi lần mà vàng quả nó càng vàng càng tốt các bạn, chứ đừng hái những quả kiểu nó như thế này. Okay. Hái là hái nguyên cuốn nha các bạn, bởi vì nếu các bạn để là cái cuốn như thế này nè thì nó sẽ gì ta, nó sẽ tươi lâu hơn, còn khi bị ăn thì tháo được. Ok, thử quả này nha. Saka thì không thích cà chua lắm nên mình cũng không thích cà chua đâu, nhưng mà và những bạn nào mà hỏi kiểu như Fukushima ở đây có kiểu như bị gì ta, bị ảnh hưởng bởi phóng xạ hay không á, thì cái khu này nó kiểm tra phóng xạ hàng tháng đều đặn nha các bạn. Và người ta cũng ăn nên người ta cũng rất là lo về những cái tình trạng phóng xạ như thế này. Nhìn nó vàng nó chín như vậy chứ không phải nhiễm phóng xạ nha các bạn, bởi vì nó chỉ khác loại thôi. Spa. Oh. Oh. Nhưng mà mùi rất là thơm bạn, hơi chui mà mùi rất là thơm. Là hamburger nhé các bạn. Bên trong có gì nhỉ? Nó có. Bên trong có cái gì nữa các bạn? Phần mềm. Nó có cái nó là sò khô rồi. Khô rồi. Wow, khu này nhìn rất là đẹp các bạn. Đây có những chỗ cho làm barbecue nè. Đó, các bạn sẽ làm barbecue ở trong cái chỗ kia. Đó, khu này rất là rộng. Làm barbecue ở những nơi này thì tới đây chắc là chỉ để cho cắm trại nè các bạn. Đúng là ông chủ khu này đúng là một nguyên cái khu luôn các bạn. Là những đồ ăn, những thức uống đều là tất cả đều tới từ Fukushima nha. Là, các bạn yên tâm vì những thức ăn ở đây cũng đều kiểm chứng qua không có phóng xạ này nọ rồi. Otsukaresama desu. Kokkara wa kudari zaka desu. Thì là đeo mình ra hai bông nha các bạn. Đó, như các bạn thấy đây là những cái bông nha các bạn. Thì những cái bông hiện tại đã khai thác hết rồi nên là chỉ còn một số ít còn lại thôi. Nên bây giờ đi hái rất khó nha các bạn. Và lý do vì sao ở Fukushima người ta chuyển qua trồng bông là bởi vì người tiêu dùng người ta sợ là khi mà ở Fukushima trồng mấy cái cây giống như là cây ăn quả hoặc là rau quả thì người ta sợ là nhiễm bệnh. Nên là một số người nông dân nữa là hồi trước là đều trồng rau củ và trồng những cây ăn quả, nhưng mà bây giờ hiện tại đây là chuyển sang trồng bông hết rồi nha các bạn. Đó, vì đây trong mùa thu hoạch hết rồi đó các bạn, nên người ta vẫn còn một số ít thôi. Đâu có? Đó, đó, còn một số ít như thế này thôi các bạn. Các bạn hỏi vì sao cái bông này nó màu nâu như thế này, chứ nó không phải là màu trắng. Bởi vì ở đây người ta trồng bằng organic hết nha các bạn. Người ta xài không xài thuốc trừ sâu này và không xài phân bón hóa học. Đó, bạn nhìn như thế này nha các bạn. Và người ta cũng kiểu như là người ta không muốn biến đổi gen thêm á, nên người ta đã dùng cái giống lúc ngay ban đầu. Cái original nhất của cây bông là nó màu nâu như thế này các bạn, chứ nó không phải màu trắng đâu. Trồng cái bông original để hạn chế biến đổi về gen nha các bạn. Okay. Hôm nay tụi mình ăn kiểu này nha các bạn. Kiểu nhìn rất là truyền thống của Nhật Bản luôn. Đây là nan no taberu sukuji. Guasoku, what does that mean? Japanese. Ok, bây giờ mình sẽ vào đây. Đúng rồi. Đây là cái cá mà các nơi người ta đem tới để cho họ chuẩn bị đưa vào kiểm tra, sau đó là họ sẽ đưa vào trong cái. Đây là nơi người ta sẽ chế biến những cái con cá được gửi về đây. Người ta sẽ chế biến như kiểu làm đồ ăn bình thường nha các bạn, để kiểm tra xem có bị phóng xạ hay không. Đó, và sẽ thành những cái miếng như thế này và sẽ đem vào cái máy ở góc kia để kiểm tra nồng độ phóng xạ nha các bạn. Ok, bây giờ tụi mình sẽ tới chợ cá Fukushima nha. Eo nó to, to khiếp luôn ấy.
Để ăn thử các bạn. Đây là lemon. Bông chư. Bông chư. Để sẽ ăn bông chư này nhé. Đấy. Hải sản mình thích nhất là hầu nhé các bạn. Rồi mình vô mình bán hầu. Wow, look at this. Ah. Oh. Almost half on my face. Oh. Mm. 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 Oh, so good. Do you have it? Mm. It's okay, don't tell me how long. Đây, một đây một sân sáu như thế này, còn to nhất luôn. Hai con liền. Cho hai con, cho phải là hai. À, cho hai con luôn. Ăn thử, ăn thử. Mua một con, cho hai con. Xin được một con to như thế nào nhỉ? Cỡ này. Con này nó nhỏ hơn con hồi nãy này, thì đây người ta cho thêm con. Con này mới là con to ở dưới này. Con này con to ở dưới này. Wow. 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 Mình sẽ đi thuyền nha các bạn. Vào đây ăn barbecue tiếp nha các bạn. Món mình ăn như các bạn tôm, cá, thịt, gà, cơm. Sau cả bên kia, phần y chang. Ủa đi cái nhít. Một cửa xin nữa. Bây giờ tụi mình sẽ đi lên cái ngọn hải đăng này nha. Đây ngọn hải đăng đúng không chị? Đây là ngọn hải đăng nha các bạn. Nhìn rất là thấp nhưng mà không biết có cao hay không. Wow, khá là cao quá các bạn. Wow, 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 wow. Only see camera only. Oh, get the fuck out. Cái này to. Wow. Ui dạ, ui sợ thế. Wow. Ui. Là cao 51m nha các bạn. Đây ngọn hải đăng ở Fukushima. Bây giờ tụi mình sẽ đi vào một cái động nha.
không biết là động gì, bây giờ chúng ta xem thử. Sao mới? なんか起きたらすごいとこについてた。 Trong động và độ ngoài động nha. Trong độ hiện tại là 7,3 độ. Ngoài động là 8,6. Mình sẽ đi nha các bạn. Đồng tên là Afukuma nha các bạn. Đồng này được khám phá năm 1969. Tổng chiều dài mà mở cho khách du lịch là 600m nha các bạn. Một cái gì đây? Tower of Ghosts. Tòa nhà cho má. Làm từ mấy cái nhũ thạch nha các bạn. Đó. Cẩn thận đầu nha. Chỗ đây tôi cắt để cho các bạn đi vào cho dễ nè. Rất là thấp luôn các bạn, đi mà dễ đụng đầu lắm nha. Wow. Nào mà cao mà đi rất là dễ đụng đầu luôn. Ok. Cái suối nè các bạn. Rồi, có cái suối nè, đó nhìn rất là đẹp luôn. Cảnh nước đẹp nha. Nước thôi. Rất là lạnh luôn. Các bạn thấy ở đây có một cái hình giống hình trái tim này. Và đây là thánh địa tình nhân nha các bạn. Đó, lắc cái chuông này thì sẽ hai người sẽ chia tay. Ok. Cái gì? Ok. Đây nhìn rất là rộng lớn nha các bạn. Nhìn cũng rất là đẹp. Cái đỉnh cao nhất ở đây là 30m nha các bạn. Đó, trên đỉnh cao nhất là 30m. Đây là cái gọi như ta rộng nhất và cao nhất của cái hang động này nha. Đây á, chỗ này là có một cái tủ để lưu trữ rượu. Bởi vì cứ trong cái động này nó mát mẻ không, cho nên là ủ rượu với lại là bảo quản rượu rất là tốt. Thì họ bắt đầu ủ, họ bắt đầu dự trữ vào nửa năm trước. Và bây giờ khi mà cái cửa hàng ở đâu đó không biết, chuẩn bị hết thì là họ sẽ đưa cái rượu ra ngoài. À, nhưng mà vì sao dự trữ dưới đây vậy? Nó mát. Dễ, nhưng mà nó rất là rắc rối đúng không? Sao không bỏ tủ lạnh cho nhanh? Để tủ lạnh để tốn điện không? Cho đây là trong môi trường tự nhiên đúng không? Không hả? Rượu thì để trong tủ lạnh nó không được ngon hơn được đâu. Phải để tự nhiên. Chiêu tan nha các bạn. Đó, như các bạn thấy thì ở xung quanh Fukushima đều có những cái máy như thế này để đo nồng độ phóng xạ nha các bạn. Đó, như vậy thì rất an toàn nên các bạn yên tâm khi đi du lịch ở đây nha. Đó. Và đây cũng là kết thúc chuyến đi của mình rồi các bạn. Đây là địa điểm cuối cùng của chuyến đi của mình rồi. Ok, và tụi mình đã về tới nhà nha các bạn. Và sau chuyến đi này thì mình cũng khuyên các bạn nên thử đi Fukushima để cho biết nha. Và những bạn nào mà lo lắng về mấy cái trường hợp kiểu như còn phóng xạ này nọ thì mình cũng nghĩ các bạn là cũng không nên lo đâu. Bởi vì người ta cũng đã trải qua cũng rất là nhiều năm rồi. Và người ta cũng đã rất là cố gắng để giải quyết về những vấn đề về phóng xạ này nọ rồi. Và thực phẩm này nọ cũng người ta cũng kiểm tra rất là kỹ càng rồi nha các bạn. Nên các bạn yên tâm mà đi du lịch ở Fukushima hoặc là ăn đồ ăn ở đó nha. Đó, và mình mong video này giúp các bạn hiểu biết thêm về Fukushima và những lịch sử của nó. Và chắc video này còn hết rồi, nếu còn thích nhấn like và subscribe nha. Subscribe nha. Bye bye. Push day yo.